vì em trồng cây toàn màu tím, anh sẽ gom cây kết thành lầu đài. Bác hát hộ bài đấy. Bác hát đúng tâm trạng của cháu luôn đấy. Chỉ được cái chỗ nào cũng tỏ tình ấy. À Xuân này, à, bác gửi cháu này. Này, nhớ giúp bác cái nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì cháu đi luôn đây ạ. Cháu đi nhá. Xuân. Xuân cho anh theo với, cầm tay Xuân qua biên giới. Thôi em đi đây. Buông tay ra để nó đi đây. Muộn đi. Nó đi công tác. Bác nhờ ở đây mua giúp bác mấy cái cây giống mới mà. À được. À, Xuân ơi. Nhớ mua quà cho anh nha Xuân nhá. Lên 3 lên 4 mà cột quà mới cắt. Kệ đó. À mà. Bác ơi. Bác cho hỏi nhá. Có chỗ nào có cây màu tím không nhỉ? Cháu mua. Cháu mua vài hecta luôn. Cháu trồng luôn cả thôn Tiến Lên này đấy. Nhà bác đây. Ô bác có à? Ôi giời. Thế không biết à? Cháu không biết. Ôi giời, bác trồng đầy vườn đấy. Thế đi luôn. Cây toàn màu tím gì? Đúng rồi, đi luôn. Có tím. Đi luôn bác, đi luôn. Ôi giời. Nào. Cái gì đây? À, cháu xem tí. Xem mà nó vặt cái nhãn của bác thế à? Này, nhãn tím đấy, cháu có thấy nó độc và lạ không? Lạ thật bác ạ. Quá lạ thế thì, nó rất là lộc rời đấy. À. Chỉ Việt Nam mới có, nước ngoài là không có luôn. Mà cả cái xã Tiến Lên thì cũng chỉ mỗi bác có. Đẹp quá bác ạ. Em là lần đầu tiên cháu gặp, thơm thật. Úi giời, cái Xuân nó thích lắm đấy. Xuân ạ. Anh sẽ vì Xuân mà mua nhãn tím. Thôi. Xin lỗi cháu, đây là vườn cây nhà bác chứ không phải là sân khấu. Mày hát thì thế thì tác giả người ta thì thất vọng lắm đấy. Mai người ta đã bỏ nghề hết. Hát thì chả khó. Thôi thì cái giống nhãn này nó có ưu nhược điểm thế nào bác? Riêng cái loại nhãn tím này nó có thể kháng được rất nhiều loại bệnh. Mà các loại nhãn thông thường vẫn bị dính. Đấy, đặc biệt là các loại bệnh mà chồi rồng ấy. À chồi rồng. Úi dồi, cái bệnh chồi rồng nó làm bao chủ đầu tư trồng nhãn thất điên bát đảo. Nhưng mà riêng cái loại nhãn tím này cho quà hết. Đấy, thế nó may. Bác nhiều kinh nghiệm. À mà bác ơi, cái trồng loại này nó dễ không? Mà trồng trên đất nào cũng được phải không ạ? Nó thì rất là dễ trồng, nhưng có điều là trồng ở trên đất bình thường thì nó vẫn cứ ra quả thôi, nhưng mà nó không tốt. Cái nhãn tím này nó ưa cái loại đất pha cát ấy, đất phù sa ấy, thì nó sẽ cho quả to và ngọt hơn. Ui, bác kinh nghiệm quá thật. Chuyện này bán cây giống mà lại không có kinh nghiệm thì có nói chuyện gì. Cháu lưu ý thêm một cái điểm nữa là riêng cái loại nhãn tím này ấy, là không ưa nước. Cho nên trước khi cháu trồng cháu phải đánh luống nhá, để thoát nước, nó không chịu được lụt, úng, cháu hiểu không? Cái này cháu biết, đánh luống còn tạo thêm là cái độ ẩm cho đất đấy ạ. Đúng rồi. Thế nào bọn luận ra cũng giỏi đấy nhỉ. Cháu học bác mà. Nhưng mà nhớ là cái giống nhãn tím này rất đưa ánh sáng. Nếu mà đủ ánh sáng thì nó sẽ cho quả rất to và rất ngọt. Bác tạt cho cháu đi để cháu biết nó ngon như thế nào đấy ạ. Thôi, cháu đừng bảo bác tả đấy, chưa kịp tả mới hình dung mà nước miếng nó tứa hết ra rồi. Cháu cũng thế. Nó là ngon của nó, thôi rồi. Thôi được rồi, cháu quyết định rồi. Cháu mua hết cả cái vườn giống nhãn tím này của bác. Vừa đi cướp nhà băng về à? Đâu có, không cướp. Cháu mua vào đấy thôi. Còn quan trọng là để sau này cháu trồng lên ấy, đằng nào thì cháu cũng thu hoạch được. Cháu trả tiền sau. Đến lúc đấy cháu trả gấp 10 lần giá bây giờ. À thế là có nghĩa là mua chịu phải không? À nó cũng gần như thế, hình thức như thế. Này cháu khôn như thế thì đến bao giờ mới dỗ đầu? Cháu mua là vì cháu đâu. Cháu mua là vì em Xuân ấy. Thế là vì Xuân. Thì em Xuân thích nhãn tím thì cháu chính cái nhãn tím nó mang về. Thì Lý Xuân thì cháu vì cái sự nghiệp thủy chung của thôn Tiến Lên này. Bác biết đấy, màu tím là màu thủy chung. Cháu sẽ về cháu trồng toàn bộ nhãn tím lên cái thôn mình. Đúng rồi. Cháu sẽ cho cái đồi chim tím ngoài đầu làng tắt điện luôn. Thế là thành ra những đồi nhãn tím. Ôi những đồi nhãn tím chiều hoang biển đẹp. Đấy, bác đồng ý rồi đúng không ạ? Ý tưởng của cháu là rất hay đấy. Vâng, bác đồng ý đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng nhất riêng với bác là cứ nói thẳng luôn là tiền trao thì cháu nó mới múc nhá. Thôi không nói nhiều. Không có tiền thì thôi cháu thông cảm. Bác giúp cháu đi.
giúp mới giết cái gì? Vâng. Sau đến nhà để gãi ghẻ cho cháu à? Hả? Bác ơi, thế thì không mua một vườn thì cháu mua một cây. Bác ơi, thương lượng đã bác.